cơn sóng thủy triều đều đặt nhìn xuống và những con sóng ào ạt xô bờ, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những người dân làng chài và hàng chay kéo lên từ thùng tôm, thùng cá. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những con người mưu sinh biển cả ấy vẫn luôn tìm ra cho mình một phương thức sống thích nghi với môi trường. Mọi khó khăn, thử thách càng làm cho họ thêm kiên cường, mạnh mẽ và quyết tâm hơn để chế ngự, chinh phục và làm chủ không gian sinh tồn mà tổ tiên để lại. Dòng bão nào rồi cũng sẽ đi qua, nắng sẽ lại lên và những ngư dân ấy sẽ lại cất cao tiếng hát. Gió phong bao ta vẫn kiên trì sóng cao.